Bên trong võ đài chọi chó, một con John và một con chó Pitbull cắn nhau điên cuồng. Không bao lâu sau, chó John bị đánh bại. Sau đó được chủ nhân đưa ra ngoài, tưởng rằng người chủ sẽ đưa nó đến bệnh viện để điều trị. Ai ngờ lại ném nó xuống biển, để nó tự sinh tự diệt. John chật vật với chút sức lực cuối cùng vì nó muốn sống, thoát lưỡi hái của thần chết một lần. Toàn thân nó đang co giật, một cô bé đi ngang qua và phát hiện ra chú chó. Cô bé muốn lau vết thương cho nó, John vô thức phản kháng, nhưng nó đã mất đi sức mạnh, cơn gió lạnh cắt ra làm nó co giật. Cô gái chạy thật nhanh về nhà, giúp John lấy chăn bông, có rất nhiều thực phẩm và thuốc chống viêm, sẽ đau một xíu thôi, mình sẽ chữa khỏi cho bạn. Doberman nhìn cô gái xa lạ trước mặt, đôi mắt đầy sự biết ơn, bởi vì nó từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ được ai đối xử nhẹ nhàng như vậy. Dù đã có chủ nhân, nhưng nó chỉ là một công cụ để kiếm tiền. Cô gái đến trường sau khi để đồ ăn xuống sàn. Ngày hôm sau cô gái đến sớm gặp Doberman, nhưng Doberman vẫn có chút sợ hãi. Chú trốn trong góc không dám ra ngoài. Cô gái không bước tới. Thay vào đó cô đặt thức ăn xuống đất, cô không biết rằng John đã theo dõi cô. Có lẽ vào lúc này, John đã xác định được chủ nhân mới này. Thấy cô ấy đi học, John ngồi lặng lẽ ở cổng trường, đợi cô gái tan học, rồi lặng lẽ đi theo cô gái. Đi theo đến tận ga tàu điện ngầm, nhìn cô gái ngày càng xa mình. John nhất thời ngơ ngác, nhưng nó không muốn mất cô bé, vậy nên hết can đảm nhảy xuống, đuổi theo tàu điện ngầm, bởi nó sợ sẽ không bao giờ gặp lại cô gái đó nữa. Tiếp tục đuổi theo cho đến điểm dừng tiếp theo. Cô gái vừa xuống xe đã nhìn thấy John đối diện, thế là ra hiệu cho nó tới. Đúng lúc nó muốn đi qua, thì nó đã bị nhân viên trói lại bằng dây thừng. Lúc này cô gái hét lên, nhưng cuối cùng tất cả đều vô ích. Sau đó đến nơi trú ẩn của chó hoang, muốn đưa John về nhà, nhưng bị nhân viên từ chối vì không có giấy phép nuôi chó. Không có sự lựa chọn nào, cô gái phải ném tiền lẻ xuống đất, thu hút thành công sự chú ý của nhân viên, rồi mở chốt trên cánh cửa sắt. Cô cũng yêu cầu John giữ im lặng, trở về nhà, cô gái mở cửa sổ. Bằng cách này John có thể nhanh chóng tìm thấy vị trí của cô. Ở nơi trú ẩn ở phía bên kia, các nhân viên đang chuẩn bị tiêm thuốc án tử cho John. Nó liền nhân cơ hội đẩy cửa sắt chạy ra ngoài. Đi theo mùi hương của cô gái đã tìm được nhà cô thành công. Ngày hôm sau khi người cha gọi con gái dậy, đã giật mình vì chú chó trước mặt, con gái nhờ bố nuôi nó. Nhưng bị bố từ chối, vì gia đình không còn khả năng nuôi một con chó lớn thế này. Trước khi đi ông còn nhờ con gái đưa John đi càng sớm càng tốt. Cô gái thực sự muốn giữ John lại, trong lòng cô muốn nhưng lại bất lực, cuối cùng chỉ có thể để John ở lại chỗ cũ. Tuy nhiên John về trước, cô gái hào hứng ôm nó vào lòng, quyết định không bao giờ vứt nó đi nữa. Tối nay, người bố say rượu đánh nhau với ai đó, để không bị kẻ thù tìm đến cửa, quyết định đưa con gái đến nhà anh trai tránh một thời gian. Nhưng khi nhìn thấy John, bố không biết phải làm gì, bởi vì anh trai không thích chó, không có sự lựa chọn nào. Người bố đành phải kéo John ra khỏi xe. Bất chấp sự phản đối của con gái, ném John sang bên kia lưới sắt. Anh ấy không muốn mang gánh nặng đến nhà anh trai. Mắt thấy chủ nhân của mình ngày càng rời xa, John dẫm lên một chiếc xe hỏng. Sau đó bay ra ngoài, đuổi theo chiếc xe một cách tuyệt vọng. Cô gái cũng không muốn từ bỏ chú chó, liền để lại dấu vết trên đường đi. Cứ như vậy, John kiên trì đuổi một cách tuyệt vọng mỗi ngày và mỗi đêm. Ngay cả khi chân bị bầm tím, bị thương, nó vẫn không muốn bỏ cuộc, nhưng nó vẫn không theo được. Mệt mỏi và đói bụng, nó buộc phải trốn qua đêm trong nhà một nông dân. Vị chủ trang trại phát hiện ra nó, nhưng lại không đuổi đi, bởi người đàn ông này cũng là một người yêu chó. Thậm chí anh còn chủ động kiểm tra vết thương cho nó. Con chó của người chủ trại thương cảm với đồng loại, lấy thân mình giữ ấm cho nó. Con chó của người đàn ông mang đồ ăn đến, không ngờ John lại dậy sớm. Sau khi cảm ơn người đàn ông, nó bỏ chạy mà không ngoảnh lại, bởi vì nó vẫn phải đến với chủ nhân của mình. Đồng thời, bên này cô gái và bố đã đến nhà anh trai. Người anh lên kế hoạch tìm việc làm cho em trai, nhưng em trai không đồng ý. Cuối cùng hai người cứ như vậy chia tay trong khó chịu. Anh đưa con gái dạo phố, nhưng không có nửa xu trong người. Để con gái không bị đói, quyết định cho cô ở nhà anh trai trước. Sau này sẽ đón cô khi tìm được việc làm. Nói xong anh chủ động gọi điện cho anh trai. Lúc kết thúc cuộc gọi, anh quay lại thấy con gái đã mất tích. Anh tìm kiếm trên đường phố và ngõ hẻm, cũng không nhìn thấy con gái mình. Điều này khiến người bố cảm thấy vô cùng có lỗi, ngã xuống đất và khóc lóc trong đau thương. Tại thời điểm này, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện cách đó không xa. John gọi bố. Khi nhìn thấy John xuất hiện trước mặt, anh không thể tin được nó có thể đi bộ hàng trăm km để tìm gia đình mình. Chú chó bước tới chỗ người bố, chủ động lau sạch nước mắt cho anh, sau đó ra hiệu cho bố đi theo mình. Không lâu sau, tìm thấy con gái trên cầu, nhìn thấy Doberman chạy về phía mình, cô gái hào hứng. Đến lúc này bố mới nhận ra con gái mình cần gì, bởi vì cô gái mất mẹ khi còn nhỏ, anh lại bận rộn với công việc, con gái bị bỏ rơi. Sự xuất hiện của con chó khiến con gái rất vui. Người bố ôm con gái, anh ấy cũng nói rằng sau này anh ấy sẽ không bao giờ đuổi John đi. Và cũng tìm anh trai vào ngày hôm sau, giao con gái và John cho anh trai mình. Chính mình liền đi vì chuyện lần trước đánh nhau, hòa giải với bên kia, nhưng bên kia đánh anh ta. Hóa ra người đàn ông này là chú của cô gái. Vì bố suốt ngày mê cờ bạc, anh ấy muốn giành quyền nuôi con gái, chú nói với cô gái. Chỉ cần cháu theo ta, chú có thể cho cháu bất cứ thứ gì cháu muốn. Anh cũng yêu cầu cô đừng trả lời vội, hãy suy nghĩ và trả lời vào sáng hôm sau. Ngay khi chú chuẩn bị rời đi, John liên tục mắng hắn. Mà người chú này đã biết John từ lâu rồi và bảo người bố cho John trở lại võ đài chiến đấu, kiếm tiền cho chính mình. Những mối hận thù trước đây sẽ được xóa bỏ. Nếu thua, thì anh ta sẽ giành quyền nuôi con. Nói xong rời khỏi phòng, trên đường về đã gọi điện đến trường chọi chó để đối thủ chuẩn bị chú chó giành 3 chức vô địch liên tiếp. Và nói rằng anh phải để John thua cuộc. Như vậy không chỉ đón cháu gái, cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền vào ngày hôm sau. Người cha dẫn John đến trường đấu chó bởi vì họ không có sự lựa chọn. Người cha bỏ con gái ở ngoài vì ông không muốn con gái mình nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu này. Nhưng con gái đang lo lắng ở bên ngoài không kìm được mà chạy về phía trường đấu chó, la hét lên với bố đừng làm điều này. Nhìn thấy một đứa trẻ đột nhập, trọng tài đã phải tạm dừng trận đấu. Nhìn thấy cô bé, John lập tức tiến lên an ủi cô chủ nhỏ. Lúc này bố cũng có mặt, đã có một quyết định táo bạo. Sau đó John cắn vào cổ ông chú. Người cha bước tới cảnh báo anh ta. Đừng đến đây làm phiền cuộc sống tương lai của họ, nếu không đừng trách mình không nể mặt. Nhìn người đàn ông gật đầu đồng ý, John mới buông tha. Sau đó một gia đình 3 người rời khỏi nơi đẫm máu này. Tôi tin vào tương lai gần, gia đình họ sẽ sống hạnh phúc. Loài chó đều biết ân có báo hận có trả, người ta coi chó như đồ chơi, giữa người với người đôi khi cũng chỉ như vậy. Phim được chuyển thể từ một câu chuyện có thật, ấm áp và cảm động thuần khiết như làn gió. Gửi một dòng điện ấm áp vào trái tim bạn. Bộ phim Eyes of An Angel được sản xuất 1991. Trong phim, sau khi vợ dùng thuốc quá liều và qua đời, Bobby đã một mình nuôi con gái ở Chicago. Cô bé tình cờ gặp và chăm sóc một chú chó bị thương do được sử dụng để đấu đá, giúp nó hồi phục. Dần dần chú chó đã tìm được ngôi nhà mà nó thực sự thuộc về. Nhưng do người bố trong một tối, vô tình đắc tội với những kẻ nguy hiểm nhất ở Chicago, đã khiến người bố và con gái họ rời bỏ chú chó, chạy trốn vượt qua đường xá để đến với nhà người anh trai. Tuy vậy chú chó vẫn không ngừng tìm kiếm, đi bộ hàng ngàn cây số để có thể quay lại với người chủ của mình, quay lại với mái ấm của mình. Bộ phim tới đây là hết rồi. Mọi người nhớ ấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những bộ phim tiếp theo nha. Bye bye!